nguyên Bộ trưởng Trần Thị Thanh Thanh từ trần. Tiến sĩ Trần Thị Thanh Thanh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã từ trần vào ngày 31 tháng 3 năm 2024. Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội cùng gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Tiến sĩ Trần Thị Thanh Thanh sinh ngày 17 tháng 12 năm 1940 tại Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, thường trú tại P204N3, ngõ 36 phố Vạn Bảo, Ba Đình, Hà Nội, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, đã từ trần vào hồi 8 giờ 40 phút, ngày 31 tháng 3 năm 2024, tức ngày 22 tháng 2 năm Giáp Thìn, hưởng thọ 85 tuổi. Lễ viếng tiến sĩ Trần Thị Thanh Thanh được tổ chức từ 9 giờ 45 phút đến 11 giờ 15 phút, ngày 4 tháng 4 năm 2024, tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu vào hồi 11 giờ 15 phút, lễ an táng cùng ngày tại Nghĩa trang Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ. Tóm tắt tiểu sử của tiến sĩ Trần Thị Thanh Thanh. Năm 1962-1967, công tác tại các ban, ban sinh viên, ban học sinh, thiếu niên Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Năm 1967-1974, cán bộ ban tuyên huấn Trung ương Đoàn. Năm 1974-1978, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Ban Tuyên huấn Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Trung ương Đoàn. Năm 1978-1980, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên huấn, Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Năm 1981-1985, nghiên cứu sinh trường Komsomol Liên Xô. Ngày 01/10/1985-1987, công tác ban tuyên huấn Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 1987-1992, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Năm 1991-2001, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1992-2002, đại biểu Quốc hội khóa 9, X, Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ, Chăm sóc Trẻ em Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam, Cuba. Năm 1993-1995, thành viên Hội đồng Tư vấn Khu vực Châu Á, Thái Bình Dương về quyền trẻ em, ASEANET. Năm 1996-1998, trưởng đại diện của Việt Nam tại Hội đồng Chấp hành Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, UNICEF, ở Newark. Năm 1994-2008, Phó Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam. Từ tháng 4/2008-3/2017, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.